Cái đĩa gà đầu tiên mà anh em nhìn thấy trong clip này nó có giá 350 là một con gà Cái đĩa gà thứ hai ấy, nó là gà viên nhỏ là 270 Dâu Toki là 100 nghìn, còn mì tương đen thì là 60 Nói giá rổ trước thế thì anh em có thoải mái không thì để tôi từ giờ tôi cứ nói giá đầu tiên Đi ăn gà rán châu Âu nhiều rồi bây giờ chuyển qua ăn gà rán châu Á đi ạ Nguyên một con gà cũng phải công chế biến này một nửa sốt phô mai, một nửa sốt truyền thống thì tôi nghĩ là giá 350 không phải là đắt Giờ thì nói về cái phần hương vị đi Cái phần gà sốt này thì vỏ nó sẽ hơi mềm Nhưng mà ăn nó đẫm cái vị uh, sốt truyền thống của Hàn Quốc xong rồi thêm cả lạc giang nó mùi bùi Còn cái phần gà gà phô mai chuẩn chỉ là vỏ ngoài giòn bên trong mềm đã thế quả gà cứ thêm cả phô mai bên ngoài ăn vừa béo vừa ngậy trong mấy cái vị này tôi thích gà phô mai nhất tiếp theo đến cái canh chả cá nhỏ giá 110 trăm nghìn này món này cũng là món tôi thích nhất nhưng mà cũng là món mà tôi thấy là giá nó không hề rẻ lý do tôi thích và nhất định phải có cái bát này mà khi đã ăn gà rán là cái hay ở hàn quốc là thế mình ăn gà rán mà đang hơi ngấy mình húp cái này vào nó hết ngấy luôn nước nó ngọt và thơm dịu ấy húp thích cực nếu mà anh em đi tầm năm người ấy, thì gọi thêm một đĩa dâu tóc này ăn là vừa đẹp béo ngậy mà thêm tí tinh bột vào cho chắc dạ còn cái món bánh nếp nhân phô mai ấy, tôi thấy không tượng lắm nên thôi mình không nói gì. Tổng cộng uh, 5 người hết 900 000 Giá nói rồi còn địa chỉ đây nhé, không anh em cứ bảo tôi đang quán không có địa chỉ.